Tao thấy rồi đó nha. Một, buông ra, không nhìn nữa nè. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Nó rất là ham ăn luôn chứ. Đây là côn trùng các bạn. Mình bắt để mình cho cá ăn đây. Trước khi cho cá ăn là mình sẽ rửa cho nó sạch sẽ, tắm gội cho nó sạch sẽ. Nó cho nó sạch sẽ, cho nó ra những cái mà không vệ sinh để cá nó ăn nó không có tiêu. Rửa sạch chưa? Sạch chưa các bạn? Sạch chưa bạn? Sạch rồi không? Rửa thêm miếng nữa, tắm gội cho nó miếng sò bông vô nữa cho nó sạch sẽ. Rất sạch rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho cá mình ăn đây. Đây và đây là chú cá của mình đây. Còn đây là mồi, mình sẽ cho cái chú cá này ăn nha. Đây mình sẽ bỏ vô đây để coi khi những cái động thái của nó ăn như thế nào đây. Đây, đó nó thấy rồi đó. Nó thấy rồi đó nha. Một, buông ra, không nhìn thấy nào. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Nó rất là ham ăn luôn các bạn ơi, thấy chưa? Một con trùng to như vậy mà nó nuốt mất xác luôn à. Không biết có bị ngang cổ họng không đây, không biết. Rồi, sạch luôn. Rồi các bạn thấy không? Mình kêu nó lại đây. Đó, nó thấy không? Đó, đó, nó lại. Nó ham ăn lắm. Nhưng mà không dám cho ăn nhiều. Ăn nhiều nó bể bong bóng.